Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến các bạn DIY LED Mica nháy theo nhạc 12 cột đa sắc. Trên tay mình đây là sản phẩm mình đã làm hoàn thiện. Đây các bạn có thể thấy sản phẩm này thì cấp nguồn và cấp tín hiệu âm thanh vào qua một jack mini USB. Đây, các bạn có thể thấy đây là mặt trước, mặt sẽ hiển thị cái nháy theo nhạc của chúng ta. Trên bộ DIY này thì có cả một cái loa để phát nhạc luôn, tức là khi bạn kết nối nhạc vào đây thì nó cũng có thể trở thành như một cái loa nghe nhạc. Đây chúng ta có một nút để chọn chế độ hoạt động của module. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn từng phần cụ thể của bộ DIY này. Đây là toàn bộ DIY của chúng ta, thì chúng ta có một vỏ bằng mica, các một tấm PCB và các cái linh kiện đi kèm, một tờ giấy hướng dẫn hàn rất là chi tiết. Đây các bạn có thể xem. Đây một tờ giấy giới thiệu hàn hết sức chi tiết. Đây thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu đến các bạn đây là các linh kiện có trong cái bộ DIY này. Đây các bạn thấy ở đây chúng ta có một tấm PCB để hàn toàn bộ các linh kiện, một cái loa, một bộ ốc. Ở trong này thì chúng ta có tụ chở, một jack chia audio, đây một con IC dùng để điều khiển. Ở đây thì chúng ta có ba loại led, một loại led màu xanh da trời, một loại led màu đỏ và một loại led màu xanh lá. Đây thì cụ thể chúng ta sẽ thực hiện hàn như sau. Đây đầu tiên các bạn sẽ xem ở đây chúng ta có một con IC, thì các bạn chú ý cho mình là IC này thì khi hàn lên mạch chúng ta sẽ chú ý đây trên PCB có ký hiệu, đây chúng ta có một cái khuyết ở đây. Đúng không? Thì các bạn chú ý cho mình là ở trên con IC này sẽ có một cái chấm ở đây. Đây thì các bạn chú ý là chấm này và cái khuyết này sẽ phải ở cùng phía với nhau, thì các bạn sẽ hàn như này. Ở đây chúng ta còn một con nữa. Đây con này cũng tương tự như vậy. Đây các bạn có thể thấy nó có một cái chấm ở đây, thì con IC này sẽ hàn vào vị trí này. Đây U2. Đây thì các bạn chú ý là đây cũng có một cái khuyết, thì các bạn hàn đúng chiều cho mình. Đây là tụ nhôm, loại tụ dán. Đây thì chúng ta cũng chú ý là trên này thì chúng ta sẽ phải quay đúng chiều âm dương của tụ. Thì các bạn có thể thấy là phần có tô màu đen. Đây các bạn quan sát một góc bị tô màu đen, thì các bạn sẽ cũng quay về góc bị tô màu đen. Đấy sẽ là phần âm của tụ. Đây các bạn hàn như này. Chúng ta sẽ có hai con như này. Còn toàn bộ chở và tụ này thì các bạn không cần quan tâm về chiều, bạn hàn chiều nào cũng được. Thì ở trên tờ hướng dẫn của chúng ta, thì đã có một cái sơ đồ hàn các cái tụ và chở màn này rất là chi tiết, các bạn có thể xem. Đây ở đây chúng ta ghi là 101 này, thì các bạn sẽ xem ở trên đây chúng ta sẽ có một thanh chở có ghi số ở trên là 101. Đây thì các bạn sẽ hàn toàn bộ những cái chở có ký hiệu là 101 này bằng thanh chở này. Ở đây chúng ta sẽ có tụ, ở đây thì chúng ta có 4 con tụ 0.1 UF. Đây các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có 2 con tụ 1 UF, thì đây sẽ cho chúng ta là 4 con thành 4 con tụ 1 UF đây. Để đề phòng chúng ta hàn hỏng. Và đây là tụ 0.1 UF, thì chúng ta ở đây có 4 con 1 2 3 4 5 con tụ UF, thì đây cho chúng ta là 6 con. Đây. Chở thì chúng ta cũng có chở 104 203. Thì đây là chở 104. Thì chúng ta sẽ có chở 104 ở đây. Ở đây. Đây là 4 con chở 100. Jack mini USB thì các bạn ấy là đây có hai cái lỗ và đây cũng có hai phần thừa ra, thì chúng ta chỉ việc lắp khớp vào với nhau và chúng ta hàn lại. Đây. Đây là phần sơ đồ nguyên lý của cá mạch này, các bạn có thể xem vào đây. Tiếp theo chúng ta đến một phần chú ý nữa, đấy là hàn LED.
Thì ở đây các bạn có thể thấy trên tờ hướng dẫn của chúng ta đã có, đây chúng ta sẽ xem. Thì trên con led của chúng ta, thông thường ở mặt sau của con led dán sẽ có ký hiệu mũi tên như này hoặc như này. Thì các bạn chú ý là cái phần đầu nhọn của con led hoặc là trên con led dán thì sẽ có một đầu này được có một cái vạch xanh. Thì cái vạch xanh đấy các bạn sẽ chú ý quan sát cho mình ở trên cái tấm PCB, tất cả ký hiệu led này, một đầu vuông còn một đầu sẽ được vát đi. Thì cái phần vạch xanh hoặc là cái phần đầu nhọn này, đây phần ký hiệu đầu nhọn như này, các bạn sẽ hàn về phía mà ký hiệu vát đi. Đấy, đấy là bên chiều âm của con led. Đây thì trong tờ hướng dẫn nó hướng dẫn rất là cụ thể. Đây về cách hàn, đây các bạn có thể xem. Phần hàn module này thì các bạn chỉ cần chú ý cho mình về cách hàn IC và cách hàn đúng chiều led và đúng chiều của hai con tụ nhôm này. Còn lại các điện trở với tụ gốm thì các bạn không cần quan tâm đến chiều, các bạn cứ hàn như bình thường thôi. Đấy. Cách sử dụng module này thì rất đơn giản. Các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có một cái rắc. Thì đây, đầu mini USB các bạn cắm vào đây. Đây. Chân USB thì các bạn cắm vào cổng USB, cắm nguồn 5V cho module. Rắc audio 3.5 này thì các bạn cắm vào nguồn âm thanh. Đây. Thì sau đây mình sẽ cắm thử cho các bạn xem. Đây, các bạn có thể xem. Trên đây là video giới thiệu về module DIY LED Mika nháy theo nhạc 12 cột đa sắc của nhóm review. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.